Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Vinopick toán lớp 6 vòng 3 năm 2017-18 này. Nick thứ hai là bắt đầu này. Đi tìm kho báu. Tính 8 mũ 3 nhân 4 mũ 6 nhân 2 mũ 9. Cái này mình sẽ quy tất cả ra 2 mũ bao nhiêu đó. 8 mũ 3 thì sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 3, đúng không? Là 2 mũ 9. 2 mũ 9. 4 mũ 6 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 6 là 2 mũ 12. Thực kia là 2 mũ 9 thì vẫn là 2 mũ 9. Thì ta sẽ phân tích của các cái mũ cùng cơ số. Cùng cơ số 2 này thì nó sẽ bằng 2 mũ 9 cộng 12 cộng với 9 thì nó sẽ bằng 2 mũ 30, đúng không ạ? 30, ok. Đáp án này. Tiếp theo. Tính A mũ 10 nhân A mũ 12 thì sẽ bằng A mũ 10 cộng với 12, đó chính là A mũ 22. A mũ 22, ok. Tiếp theo. Các số tự nhiên x thì thỏa mãn 15 bình nhỏ hơn 16 bình. Đây ta sẽ có cái này, nó sẽ là đây 15 bình máy tính nhé. Năm bình sẽ bằng 225, nó sẽ nhỏ hơn 11, x thì nhỏ hơn 16 bình, nó sẽ bằng 256. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái x là số tự nhiên nằm giữa cái này, thì ta sẽ thử ở đây là chắc chắn phải lớn hơn 16 rồi. Mình sẽ thử x bằng 18 xem nào. 11 nhân 18 bằng 108 vẫn vậy ạ. Nó phải rơi vào 11 nhân với cả 22 xem. Đây, 11 nhân với cả 22 thì nó sẽ là 242. Đấy, thử 21 xem, 21. Số các số tự nhiên thỏa mãn. 21 nó sẽ ra 231, vẫn thỏa mãn. Thử 20 xem. 220 không thỏa mãn rồi. Vậy ta thử tiếp đến 23 xem. Thử 23 thì nó sẽ ra 253, thì vẫn nằm trong cái khoảng này. Bây giờ thử thành 24 thì đương nhiên là sẽ lớn hơn. Vậy là có 3 số này thôi. 3 số này thỏa mãn. Vậy là có 3. 3 số tự nhiên x thỏa mãn. Ok. Số các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số là số các số tự nhiên lẻ của ba chữ số này thì nó sẽ là 101, đúng không? 103 đến 999, các số tự nhiên lẻ của ba chữ số mà. Bây giờ tính số số hạng cái này thôi thì nó chính là cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, cuối là 999, trừ đi đầu là 101, khoảng cách là 2, tại vì giữa hai số lẻ mà. Rồi ta cộng với 1 rồi để mới tính bằng 999 trừ 101 chia cho 2 cộng với 1, vậy là bằng 450. Bài này có một cách nữa là các bạn sẽ tính các số từ 1 cho đến 99, rồi sẽ tính từ 1 đến 999, thì lấy từ 1 đến 999 trừ đi từ 1 đến 99 thôi, ta sẽ cũng sẽ ra 450 số. Ok. Tiếp theo. Số tận cùng của 3 mũ 401 là 3 mũ 401 thì ta sẽ có là bằng, ta sẽ biến đổi cho nó về dạng 9 mũ thì nó sẽ ra đặc biệt thôi.
ba một một linh một nó sẽ bằng ba mũ 400 đúng không? Thì ta sẽ có dạng là 9 mũ 200. Đấy. 3 mũ 400 sẽ bằng 9 mũ 200. Cái này nhân với 3. Bây ta sẽ tìm tận cùng của 9 này. Các bạn để ý này. Khi mà 9 mũ lẻ, 9 mũ lẻ thì giả dụ 9 mũ 1 chẳng hạn thì nó chính là tận cùng bằng 9. 9 mũ 2 đấy thì tận cùng bằng 1. Các bạn cứ nhẩm mà xem thì bao giờ lẻ thì tận cùng. Mũ lẻ cũng tận cùng bằng 9 và mũ chẵn thì tận cùng bằng 1. Đấy. Đương nhiên là trừ mũ 0 rồi nhé. Mũ 0 thì không xét. Đấy, mũ 0 bao giờ bằng 1 rồi. Vậy là cái này là mũ chẵn thì tận cùng bằng 1 nên là 1 nhân với 3 này. Cái số tận cùng này là bằng 3. Ok. Rồi, về đích rồi. Vậy là hoàn thành bài thi thứ nhất, chuyển sang bài thi thứ hai này. X thổi N x bằng số có hai chữ số A cộng B bằng 6 này. Số có hai chữ số thì bây giờ thân A cộng B bằng 6 thì nó có các cái trường hợp là 06 đúng không? Tức là số 60 này. Thứ nhất cặp 06 thì chỉ có một số thôi. Cặp tiếp theo là 15 thì có hai số mà 24 thì có hai số. 33 chỉ có một số thôi. Lúc tiếp theo thì lại quay lại. Nên là đây là có đây là 4 số này với 2 là 6, vậy là chỉ có 6 6 số đúng không? Ok. Cái này x thổi n 2x cộng 1 bằng 17. Đây, cái này thì ta sẽ có là 2x thì bằng 17 trừ 1 là bằng 16. Thì x thì sẽ bằng 16 chia 2, x bằng 8. Ok. Vậy cái này kết quả là 8. Vậy ta đi từng câu một. Câu một đây, tổng hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 6. Các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 6. Đây nó chính là cái này rồi. Đấy. Nó chính là đây, chính là cái cặp số 0, 1, 5, 2, 4, 3, 3 này. Đấy cũng là có 6 số, chính là cái tập này. Câu 2, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Đây. Nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Cứ nhỏ nhất thì ta cho đầu tiên là phải xuất phát từ 1 rồi đến 0. Đấy, 4 chữ số khác nhau thì 1 0 rồi thì phải đến 2 3. Vậy là số 1 0 2 3. Đây số này. Ok. Câu 3, số lẻ có hai chữ số. Số số lẻ có hai chữ số thì tức là tính từ 11 cho đến 99 thôi. Đấy, số số lẻ đúng không? Thì 1 11 này. 13 này, đấy, rồi đến tận 99 thì ta vẫn cái công thức vừa nãy là cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, cuối là 99, đầu là 11, khoảng cách giữa hai số lẻ là 2 rồi cộng với 1. Ok, thì nó sẽ bằng cái này là trừ đi cái này sẽ bằng 89 chia 2 cộng với 1 đúng không? 99 trừ đi 11 thì bằng 88 chia cho 2 cộng 1 nó sẽ bằng 45. Vậy là có 45 số. Ok, vậy đáp án là 45. Câu 4. Số lớn nhất có hai chữ số. Số lớn nhất có hai chữ số đương nhiên là 99 rồi. Đây. Nó cũng chính là số lớn nhất có hai chữ số luôn. Số số tự nhiên có 5 chữ số. Đây, số tự nhiên có 5 chữ số. Tìm tất cả các số đấy thì nó sẽ là từ 1. Đấy, từ 10.000 đúng không ạ? Cho đến 10.001 đến tận 9999 năm số 9 luôn. Đấy. Thì cái này ta cũng lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 thôi, không có gì đặc biệt cả. Trừ đi 10.000 chia cho khoảng cách ở khoảng cách liên tiếp là 1 rồi cộng với 1. Tại vì giữa hai số thì đương nhiên là nó không phải là lẻ nên là nó liên tiếp nó là 1 rồi. Khoảng cách là 1. 9999 trừ đi 10.000. Đấy, nó sẽ bằng 89.999 cộng 1 sẽ bằng 90.000. Đây, vậy đáp số là 90.000. Ok. Câu 6. X thổi N 2X cộng 1 bằng 11. Thì ta sẽ có đa giải phương trình này thôi. Thì 2X nó sẽ bằng 11 trừ 1 là bằng 10. X sẽ bằng 5. X thổi N.
Thế còn 5 này ok. Câu 7 này. Số số lẻ có 3 chữ số. Đây, tương tự bài vừa nãy. Số lẻ có 3 chữ số là 101 này. 103 này. Đến 99 đúng không? Ta lại công thức của chữ đầu chỉ khoảng cách có 1 thôi. 99 trừ 101. Khoảng cách ở đây giữa hai số là 2, tức là hai số lẻ cộng với 1. Nó sẽ bằng 999 trừ 101 chia cho 2 cộng 1, nó sẽ bằng 450 số. Ok. Câu 8. Ta giải phương trình này thôi. X trừ 3 bằng 7 thì x sẽ bằng 7 cộng 3 thì x bằng 10. Đây, vậy đáp số là 10. Ok. Câu cuối cùng. X thôi, n x lớn hơn 7 và nhỏ hơn 9 thì đương nhiên là n bằng 8 rồi. Đây, vậy cái này là 8 này, lúc nãy mình giải ra mà. Đây này. Đây, lúc nãy giải ra bằng 8 này, ok. Vậy là hoàn thành bài thi thứ hai, chuyển sang bài thi thứ ba này. 12 con giáp. Tính 199 cộng 36 cộng 101 cộng 184 cộng 37 nó sẽ bằng bao nhiêu? Cái này thì ta để ý này, cái 100 những cái này có thể nhóm được với nhau này, 101 nhóm với 1 à 201 nhóm với 199 thì nó sẽ bằng ở đây là 400 đúng không? Đấy, cộng với 36 sẽ nhóm với 184 này. Đấy, thì nó chính là 180 cộng với 40 nó bằng 220. Đó, cộng với 37 nó sẽ là bằng cái chỗ này là 620, với 37 thì chính là 657 rồi đúng không? Đấy, không tin các bạn bấm máy tính lại. Đây, bấm máy tính luôn. 199 cộng 36 cộng 201 cộng 184 cộng 37 vẫn bằng 657. Ok, vẫn là chuẩn 657. Tiếp tìm x, biết giá trị của x chỉ là 7 mũ 4, 2 mũ 8, 415. Ok. Ta sẽ có này. Thực ra cái 415 này thì nó sẽ bằng bao nhiêu mũ 4 này, khả năng là thế thì nó mới đẹp. Thế nhưng mà mình không cần thiết, mình sẽ lấy máy tính bấm nó còn nhanh hơn. Ta sẽ có là x nó sẽ bằng cái phân số đúng không? Ở đây là 7 mũ 4 này cộng với 415 tất cả chia cho 2 mũ 8. Đó. Bây giờ lấy máy tính bấm 7 mũ 4 cộng với 415 chia cho 2 mũ 8, kết quả nó sẽ bằng 11. Ok, vậy đáp số bằng 11. Tiếp tìm số tự nhiên x, biết 4 nhân với x bình phương bằng 110. Bình phương cái này nên máy tính bấm được, nhưng mà có cách nhanh hơn này. Ta sẽ quy cái 4x bình nó sẽ bằng 2x tất cả bình phương. Cái này nó sẽ bằng 110 bình phương. Đấy, ta thấy như này thì suy ra là 2x sẽ bằng 110, cái x thì nó sẽ bằng 110 trên 2 rồi. Thì nó sẽ bằng 55. Ok. Đấy, x thì bằng 55. Tiếp theo. Cho các số tự nhiên ABC sao cho A nhỏ hơn B nhỏ hơn C. A nằm trong cái khoảng này, C nằm trong khoảng này. Khi đó ABC lần lượt là, đây, ta có này, ở giữa cái 11 và 15 kia, thì ta sẽ có các số là 12 này, 13, 14, 12, 13, 14. Còn cái C này thì nó sẽ là nằm trong cái khoảng giữa 12 và 15, chỉ có 13 và 14 thôi. Mà cái C ở đây là cả ba số này là số tự nhiên, nên là cái C lớn nhất, C là lớn nhất,
thì C nó có thể là đây, C là 14, C nó sẽ là 14. Tại vì A là nhỏ nhất mà. A nhỏ nhất. A, nếu mà C bằng 13 này thì A nó không không thể bằng được 12 mà nó phải bằng 11. Thì nó đã nằm ngoài cái này rồi, nên là C bắt buộc phải bằng 14. Thì B bằng này và C bằng 12, A bằng 12. A với C là 12, 13, 14. 13, 14. Ok. Tiếp. Trừ số tận cùng trong kết quả sau khi thực hiện phép tính này là này, cái này ta thấy cái 16, các bạn để ý 16 mũ bao nhiêu mình thì bao giờ tận cùng cũng bằng 6, tại vì 6 nhân 6 bằng 36 là cái đuôi là 6, xong rồi 6 nhân 6 lấy muốn mũ bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn than tận cùng là bằng 6 trừ mũ 0 ra nhé, mũ 0 mình không nói. Đấy thì là cái 16 mũ này là mũ 40, 16 mũ 40 có tận cùng là 6 đúng không? Tiếp theo, cái này là 3 mũ 25 tất cả mũ 4 thì ta sẽ quy về nó là 3 mũ 100. Thì mình sẽ lấy 3 mũ 2 tất cả mũ 50, chính là 9 mũ 50. 9 mũ 50. Cái này thì nó là tận cùng. Các bạn để ý là cái số 9 lúc nãy mình cũng nói rồi. Số 9 khi mà nó là mũ lẻ thì bao giờ tận cùng là 9. Mà mũ chẵn thì tận cùng bằng 1. Cái này là mũ chẵn. Đấy. Cái này là mũ chẵn nên là tận cùng là bằng 1. Vậy là cái số đầu này tận cùng bằng 6 nhân với một số tận cùng bằng 1 thì đương nhiên tận cùng của cả tích này là bằng 6. Ok. Gặp những bài này thì mình sẽ quy về những cái mà tạo ra nó mũ bao nhiêu thì nó có một cái quy luật, thì mình làm thế nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ nhanh. Viết 729 dưới dạng lũy thừa cơ số 3 ta được 729, mình thử thôi. Thử 3 mũ 6 luôn. Đúng bằng 729, vậy là bằng 3 mũ 6. Ok. Thực hiện phép tính 3 bình phương nhân 10 trừ đi 3 mũ 4, kết quả là 3 bình phương nhân với 10 trừ đi 3 mũ 4. Là cái này nếu máy tính bấm nhanh thôi. Nếu không thì các bạn không cần bấm máy tính thì mình sẽ làm cách này nó cũng nhanh. Đặt nhân tử chung, ta sẽ đặt 3 mũ 2 ra ngoài, gọi là 9 luôn đi. Xong nó sẽ là 10 trừ đi 2 3 mũ 2, chính là 10 trừ 9. Đấy, vậy là bằng cái này bằng 9. Ok, kết quả bằng 9. Tiếp theo, so sánh hai số A bằng cái này với B bằng cái này. Đây, với bài này thì ta sẽ quy ra. Nó sẽ là 3 mũ. Bây giờ ta sẽ quy ra nó cùng một số mũ. Thì ta sẽ có là 3, 3, 3 mũ. 5 nhân với 1, 1, 1 đúng không? Còn cái dưới nó sẽ là 5 mũ. 5, 5, 5 mũ. 3 nhân với 1, 1, 1. Đấy. Thì bây giờ cái này nó sẽ là bằng, bây giờ mình so sánh, bây giờ mình chỉ biết so sánh cái 3 mũ 5 với 3, 333 mũ 5 với 555 mũ 3 thì đương nhiên là thằng này phải lớn hơn rồi. Đấy, không cần phải nhìn mới biết. Vậy là A sẽ lớn hơn B. A lớn hơn B, ok. Tiếp theo, viết tích sau dưới dạng một lũy thừa có cơ số nhỏ nhất. Kết quả là cơ số nhỏ nhất ở đây mình sẽ viết theo cơ số 2 rồi, thì nó sẽ là 2 mũ bao nhiêu. 1 mũ 40 này hoàn toàn sai nhé, tại vì 1 mũ bao nhiêu cũng sẽ bằng 1 nên không thể bằng cái này được. Đấy, thì ta sẽ có là 2 mũ 3 nhân 5 thì nó chính là 2 mũ 15 rồi. Còn đây là 2 mũ 5 tất cả mũ, đây là 2 mũ 5 mũ 2 chứ không phải là 2 mũ 5 tất cả mũ 2 nhé. Nó sẽ là cái chỗ này là 2 mũ 25 này. Cái này là 2 mũ 15. 15 nhân với 2 mũ 25. Cái này nó sẽ bằng 2 mũ 40 rồi. 2 mũ 40. Ok, vậy đáp số là 2 mũ 40. Tập hợp các tháng trong một năm có 27 ngày có bao nhiêu phần tử? Các bạn để ý này, cái tháng trong một năm
không có tháng nào là có 27 ngày cả, tối thiểu là phải có 28 ngày, tại vì tháng 2 đã là có 28 hoặc 29 ngày rồi. Còn nếu mà đầu bài nó mà hỏi là trong một năm có bao nhiêu tháng có ngày 27 thì nó lại là 12 tháng, nhưng mà đây là nó bảo là có 27 ngày. Đấy. Nên là nó sẽ không có tháng nào, vậy là có không phần tử. Ok.